Thầy chào các em. Bài học trước chúng ta có dịp mà nghiên cứu về cái giới hạn của hàm số lượng giác. Thầy có nêu ra cho các em một vài cái ví dụ nhỏ nhỏ thôi để mà chúng minh họa cái mệnh đề giới hạn của lượng giác. Thế thì hôm nay chúng ta tiếp tục, nhưng mà thầy muốn nhắc lại cho các em cái mệnh đề của tuần trước một tí, bởi vì đó là quan trọng. Chúng ta làm nhắc lại nhanh thôi. Chúng ta theo dõi cái giới hạn cực kỳ quan trọng về cái hàm lượng giác sau đây. Đó là nếu chúng ta có lim khi x tiến về 0 của sin x chia cho x, thì khi đó cái giới hạn này của chúng ta bằng 1. Và số 1 này cũng chính là giới hạn, nó là giá trị của giới hạn khi x tiến đến 0 của tan x chia cho x. Thực sự ra thì tan x ta đổi thành sin x chia x thì nó cũng quay trở lại cái giới hạn trước này thôi. Nhưng mà chúng ta có được cái tan x trên x để chúng ta nhìn ra được cái giới hạn trong thực tế nó nhanh thôi. Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta có thêm một điều sau đây nữa, nếu mà ux của chúng ta dần về 0 khi x tiến tới x0, thì số 0 này chúng ta có thể thay nó bằng x0, tức là x tiến về x0 và x của chúng ta tiến về, ta thay nó là ux và x dưới mẫu cũng là ux. Một cách tương tự như vậy cho tan khi x tiến tới x0 của tan ux chia cho ux cũng bằng 1. Ở đây cái mệnh đề này thì nó mang tính chất tổng quát hơn. Và ở đây xin nhấn mạnh lại một chút để các em để ý. Đó là sin ux sin ux thì dưới mẫu phải là ux, và dứt khoát ux phải tiến về 0 khi x tiến tới x0. Điều đó là cái điều quan trọng mà chúng ta nhớ. Cho nên là trong thực tế chúng ta sẽ phải thêm bớt như thế nào đó để cho nó phù hợp với cái mệnh đề của chúng ta. Ở trên sin ux thì mẫu số phải là ux. Cái chuyện thêm bớt đó thì chúng ta qua ví dụ chúng ta sẽ thấy sau. Bài học trước chúng ta đã có hai ví dụ rồi. Thế thì hôm nay chúng ta tiếp tục đến cái ví dụ số 3. Thầy cho như sau. Đề bài yêu cầu chúng ta đi tìm giới hạn khi x tiến đến a của sin x trừ sin a chia cho x trừ a. Thế thì chúng ta thấy như thế này. Ở trên của chúng ta thì đã có được sin x rồi. Còn sin a thực sự ra nó là hằng số và chúng ta cũng không quan tâm đến. Mà x tiến đến a thì chúng ta quan sát trên tử là tiến đến không, mẫu tiến đến không, có dạng vô định không trên không. Thế thì thầy viết lại cái lim khi x tiến đến a nhé. Thế thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể ở đây có cái sin x thì chúng ta có thể cái x này tiến đến a thì cái x này của chúng ta không tiến đến không, cho nên không sử dụng được cái mệnh đề vừa rồi. Do đấy thế mà thầy sẽ dùng cái công thức lượng giác sau đây để biến đổi cái tử số sin trừ sin sin trừ sin bằng 2 lần cos sin. Góc đầu của chúng ta cộng lại chia 2, tức là x cộng a chia 2. Và góc sau của chúng ta trừ đi chia 2, nghĩa là x trừ a chia 2. Và đây thì là x trừ a. Viết lại thôi. Thế thì ở đây chúng ta quan sát cái sin của x trừ a trên 2. Thế thì ở đây cái ux của chúng ta nó là x trừ a chia 2. Khi x tiến đến a thì cái ux đó, cái x trừ a trên 2 đó tiến về 0. Thế thì ở trên là sin x trừ a trên 2 thì ở dưới mẫu chúng ta cũng cần phải có cái ux, có nghĩa là cũng phải cần có x trừ a chia 2 nữa. Thì cái chuyện mà chia 2 nữa thì không khó. Thầy chia cho 2 thì đương nhiên thầy phải nhân cho 2, lúc đó nó mới hòa vốn được. Và sin của x trừ a trên 2 chia x trừ a trên 2 khi x tiến đến a bằng 1. Thế còn cái cos của x cộng a trên 2 không còn là vô định nữa. Vì khi x tiến đến a thì ta có được x cộng a chia 2 tiến đến a, 2a chia 2 là a, thì có ra được cos a thôi. 2 và 2 đơn giản đi hết. Như vậy thì giới hạn của chúng ta được cos a. Chúng ta thấy cái việc thêm bớt của cái ví dụ 3 cũng không khó. Chúng ta theo dõi tiếp ví dụ thứ tư. Thầy cho tìm lim khi x tiến đến a của cô tang x trừ cô tang a, tất cả chia cho x trừ a. Thế thì khi x tiến đến a thì tử của chúng ta tiến về 0 và mẫu tiến về 0. Nó có dạng vô định không trên không. Thế bây giờ thầy làm thì thầy biến đổi
cái tử số một chút, người ta thấy cái cô tang nó hơi phức tạp thì biến đổi như thế này. Vậy thì tử số thầy đem cô tang x trừ cô tang a ra, thầy biến đổi nhé, dễ. Cô tang x thầy đổi thành cos chia sin, tức là cos x chia sin x, trừ cho cô tang a một cách tương tự, ta đổi thành cos a chia cho sin a. Sau đó chúng ta quy đồng mẫu số. Mẫu số chung của chúng ta là sin x nhân sin a. Vậy thì phân số thứ nhất, chúng ta nhân chéo sin a lên, ta còn lại sin a nhân cho cos x, rồi trừ, viết lại thôi. Sin x nhân chéo lên, ta có được sin x nhân cho cos a. Và các em quan sát cái tử số khá đẹp. Sin a cos x trừ cho sin x cos a, công thức lượng giác cho ta được sin của a trừ x, rồi chia cho sin x nhân sin a, phải viết lại dư mẫu. Do vậy mà cái giới hạn a của chúng ta nó bằng lim khi x tiến đến a, chúng ta viết lại. Cô tăng x trừ cô tăng a, chúng ta vừa mới biến đổi được sin của a trừ x chia cho sin x nhân sin a. Đây. Còn x trừ a thầy viết lại ở đây. Và các em coi chừng chỗ này. Khi x tiến đến a thì sin x cũng là tiến đến sin a, chứ không phải là sin x là vô định. Sin x tiến đến sin a. Do vậy rất nhiều em nhầm như thế này, học một cách máy móc. Tức là ở đây chúng ta thấy có sin x, thế là tự nhiên chúng ta thêm tử cho x để có được x chia sin x bằng 1. Mình nhớ mang máng mà. X chia sin x bằng 1 rõ ràng không đúng. Không đúng ở đâu vậy? Ở chỗ này. Khi x tiến đến a thì cái x này của chúng ta không tiến về 0. Mà cái mệnh đề của chúng ta chỉ đúng khi ux của chúng ta phải tiến về 0 khi x tiến tới x0. Và cái điều đó là quan trọng. Các em nhớ cái chuyện đó. Vậy thì ở đây chúng ta phải nhìn ở cái khía cạnh này. X tiến đến a thì a trừ x tiến về 0. Thì lúc đó mới phù hợp cái mệnh đề của chúng ta. Còn mẫu số rất may lại có tiếp x trừ a, nó chỉ đổi dấu, nó chỉ đối lại với cái a trừ x thôi. Do vậy mà chúng ta thấy sin của a trừ x chia cho x trừ a nó dần về trừ 1. Sở dĩ nó dần về trừ 1 là lý do khi x tiến đến a thì a trừ x, cái ux của chúng ta tiến lên 0, và x trừ a với a chỉ đối nhau thì ta đẩy dấu trừ ra thì cũng xong. Còn ở đây x tiến đến a thì sin x không phải là vô định, mà sin x nó tiến về sin a. Như vậy tổng kết lại thì sin a nhân cho sin a ở đây nữa thì bằng sin bình phương a. Có dấu trừ nữa là trừ 1 chia sin bình phương a. Là cái ví dụ thứ tư, là một cái ví dụ mà chúng ta cảnh giác ở cái ux tiến tới 0. Cái điều kiện tiên quyết của cái mệnh đề của chúng ta là như vậy. Cho nên đừng một cách máy móc quá. Chúng ta thường học mệnh đề chúng ta chỉ học có một nửa. Thường thì thầy thấy sin x chia x bằng 1, sin x chia x bằng 1 mà không biết rằng x tiến tới đâu. Hoặc thậm chí là cái khá hơn một chút thì chúng ta cứ hay bảo là sin ux chia ux bằng 1. Mà cũng không để ý rằng ux buộc phải tiến tới 0 các em. Chúng ta xem tiếp ví dụ số 5. Thầy đề nghị chúng ta đi tìm lim của hai lần arc sin x chia cho 3x khi x tiến đến 0. Và đây là hàm số lượng giác ngược. Thế thì chúng ta làm nhẹ thôi. Chúng ta đặt một cái biến số mới, t là arc sin x. Thì khi đó chúng ta thu được hai điều sau đây. Với t bằng arc sin x thì chúng ta biết rồi, sin x, sin t nó sẽ bằng x, ta rút x. Và chúng ta phải có một cái mối quan hệ giữa x và t như thế nào. Thế thì giả thiết cho x tiến về 0. Khi x tiến đến 0 thì đương nhiên để sin t tiến đến 0 thì t cũng phải tiến về 0. Đúng chưa nào? Và khi đó thì cái giới hạn này của chúng ta cực dễ, một dòng tới nơi thôi. Lim khi x tiến đến 0 được thế bằng t tiến tới 0 theo cái quan hệ mà chúng ta vừa mới có ở đây. Thế rồi tử số 2 lần arc sin x, mà arc sin x ta đặt là t, như vậy trên tử là 2t. Và mẫu của chúng ta là 3x với x là sin t, tức là mẫu của chúng ta là 3 sin t. Và chúng ta thấy cái đại lượng t tiến tới 0
thì T chia sin T dần đến 1. Do vậy, giới hạn chúng ta đã được là bao nhiêu? 2 phần 3, rất nhanh. Ví dụ số 5 là chúng ta mới giải quyết xong. Như vậy thì cũng có một cái kinh nghiệm lặt vặt, đó là hàm số lượng giác ngược thì ta đặt luôn T bằng cái hàm lượng giác ngược đó để chúng ta chuyển ngược lại về cái hàm lượng giác thuận. Nói là thuận cho nó dễ hiểu. Cái này thuận thì cái kia là ngược, mà cái kia là ngược thì cái này là thuận. Là chúng ta chuyển qua cái thuận, chúng ta làm cho nó nhẹ nhàng hơn. Chúng ta xem tiếp ví dụ số 6. Thầy cho lim khi x tiến đến 0 của căn 2 trừ cho căn 1 cộng cos x tất cả chia cho x bình phương khi x tiến về 0. Thế thì chúng ta thay, tưởng tượng trong đầu, thay x bằng 0 vào tử thì căn 2 trừ căn 2 bằng 0 và mẫu đương nhiên bằng 0, có dạng vô định 0 trên 0 đấy. Thế thì bây giờ làm sao để chúng ta khử cái dạng vô định đó? Gặp căn thì theo thói quen là chúng ta có cái kinh nghiệm là chúng ta khử căn bằng cách nhân lượng liên hợp. Như vậy thì chúng ta nhân tử vào mẫu cho căn 2 cộng cho căn, thì nhân mẫu trước căn 2 đây các em, cộng cho căn của 1 cộng cos x. Vậy thì trên tử còn lại a bình trừ b bình, a bình phương là 2, trừ cho b bình phương tức là trừ cho mở ngoặc 1 cộng cos x. Còn x bình phương ở dưới mẫu này chúng ta viết lại vào đây. Chúng ta thu gọn lại một chút, 2 trừ cho 1 cộng cos x thì bỏ ngoặc đi, rút gọn lại còn lại 1 trừ cho cos x thì chúng ta viết nhanh ở đây. Và bây giờ thì chúng ta chỉ có cái mệnh đề về sin thôi. Cho nên đấy có cos thì chúng ta sẽ liên tưởng đến cái công thức lượng giác này. Nó bằng lim khi x tiến đến 0, 1 trừ cos x chúng ta có bằng 2 lần sin bình phương x chia 2. Công thức lượng giác không khó. Chúng ta đã đưa nó về cái sin để chúng ta có hy vọng sử dụng được cái mệnh đề vừa rồi. Mẫu số thầy viết lại, căn 2 cộng căn 1 cộng cos x thừa số cho x bình phương. Thế thì bây giờ chúng ta theo dõi cái chỗ này chút. Ở trên tử của chúng ta được là sin bình phương x trên 2. Và dưới mẫu của chúng ta hiện tại bây giờ đang có là x bình phương. Các em chú ý sin bình phương nhé. Sin bình phương của x trên 2 thì dưới mẫu cần ai? Cần x chia 2 bình phương. Nói rộng ra một tí. Chẳng hạn chúng ta có sin lũy thừa n của x chia 2 thì dưới mẫu cần x chia 2 tất cả lũy thừa n. Tổng quát nó là như thế. Vậy ở đây chúng ta có sin bình phương x trên 2 thì dưới mẫu ta cần có x chia 2 tất cả bình phương, nghĩa là ta cần có x bình phương chia 4. Vậy đã có x bình phương rồi, muốn chia 4 chả khó. Chia 4 thì đương nhiên nhân 4 là huề 4. Như vậy thì ta có được lim khi x tiến đến 0 của sin bình phương x trên 2 chia x bình phương chia 4, nó dần về 1. Và khi x tiến đến 1 thì cos x tiến đến 1, cho nên căn của 1 cộng cos x tiến đến căn 2 cộng căn 2 ở đây nữa là 2 căn 2. 2 căn 2 đơn giản số 2 đi, còn lại 1 chia căn 2 nhân 4 ở đây nữa. Vậy nó bằng 1 chia 4 căn 2. Trục căn thức ở dưới mẫu ta có được căn 2 chia 8. Chúng ta có được kết quả của bài toán. Như vậy thì thầy vừa giúp cho các em giải quyết xong ví dụ số 6. Chúng ta có cái kinh nghiệm gặp căn thì mất căn bằng cách nhân lượng liên hợp. Nhân lượng liên hợp rồi thì có một cái kinh nghiệm nho nhỏ ở đây nữa thì thôi nói luôn. Nếu chúng ta thấy có sin lũy thừa n a, thôi rộng ra tí, sin lũy thừa n của u x thì chúng ta cần dưới mẫu là u lũy thừa n của x, dĩ nhiên với điều kiện u x tiến về 0 khi x tiến tới x0. Chúng ta xem tiếp ví dụ số 7. Thầy yêu cầu tìm lim
khi x tiến đến 0 của căn cos x trừ cho căn bậc 3 của cos x chia cho sin bình phương x. Bài này chúng ta có kinh nghiệm ở những bài học trước đó các em. Chúng ta gặp căn bậc 2 và căn bậc 3, muốn mất căn thì nhân lượng liên hợp thì cũng biết rồi. Nhưng mà rồi thì để nguyên như vậy, để mà nhân lượng liên hợp thì khá phức tạp. Ta cần tới lũy thừa 6 thì mới hy vọng mất được cái căn bậc 2 và căn bậc 3. Do vậy mà vấn đề đặt ra của chúng ta bây giờ là thêm ai bớt ai. Khi x tiến đến 0 thì cos x tiến đến 1. Do đó ta chỉ cần thêm vào số 1 để cho nó có dạng là 0. Vì x tiến đến 0 thì sin bình phương x cũng tiến đến 0 để nó rơi vào vô 0 chia cho 0. Thêm 1 thì đương nhiên là đây ta phải bớt 1, đây là trừ, trừ, trừ 1 là bớt 1, thì đương nhiên đây ta phải thêm 1, tức là cộng 1. Đây, trừ 1, cộng 1 hết. Vậy đây còn lại bao nhiêu? Trừ cho căn bậc 3 của cos x chia cho sin bình phương x, tách hẳn ra thành hai cái giới hạn. Đi tính từng giới hạn nó nhẹ hơn nhiều. Chúng ta đặt A là lim khi x tiến đến 0 của căn cos x trừ 1 chia cho sin bình phương x. Thế thì mất căn lúc này dễ. Chúng ta nhân lượng liên hợp bằng cách nhân tử và mẫu cho căn của cos x cộng 1. Như vậy trên tử còn A bình phương tức là cos x trừ B bình phương tức là trừ 1. Sin bình phương x chúng ta viết lại. Thế thì khi x tiến đến 0 thì chúng ta thấy nó vẫn còn có cái dạng là 0 trên 0. Mình nhận trong đầu thấy ngay. Chúng ta lại tiếp tục biến đổi như sau các em. Bằng lim khi x tiến đến 0 của phân số. Thế có x trừ 1 ta dùng công thức lượng giác bằng trừ 2 lần sin bình phương x trên 2. Bởi vì 1 trừ cos là 2 sin bình phương x trên 2 thì đối lại thì nó phải có dấu trừ. Ở mẫu số thì chúng ta viết là căn của cos x cộng 1 nhân cho sin bình phương x. Thế bây giờ cùng với thầy nhìn. Sin bình phương x trên 2 chúng ta cần cái gì ở dưới mẫu? Bình phương x trên 2 cần x trên 2. Tất cả bình phương tức là cần x bình phương chia 4 ở dưới mẫu. Mà đã thêm mẫu ở x bình phương trên 2 thì đương nhiên chúng ta cũng phải thêm tử là x bình phương trên 2. Thế rồi còn sin bình phương x ở dưới mẫu thì ta cần trên tử là ai? Ta cần trên tử là x bình phương. Thì đương nhiên ta thêm tử x bình phương thì dưới mẫu cũng phải cần x bình phương. Thế thì ở đây x bình phương chỗ này chúng ta đơn giản được x bình phương ở đây hết. Và khi đó chúng ta đạt được cái kết quả rất đẹp. Sin bình phương x trên 2 cùng với x bình phương chia 4 này đây, nó dần về 1 khi x tiến tới 0. Và x bình phương này chia x sin bình phương x này cũng dần về 1 khi x tiến tới 0. Và lúc đó chúng ta đã khử được cái dạng vô định 0 trên 0 rồi. Quả thực vậy, khi x dần về 0 thì chúng ta thấy ở trên tử còn lại là trừ 2/4. Dưới mẫu chỗ này còn lại là cos 0 bằng 1 cộng 1 là 2. Thế không còn dạng vô định nữa. Và thế số vào nó bằng trừ 1/4. Như vậy thì cái giới hạn A này nhớ bằng trừ 1/4 để chúng ta qua trang mới. Ở chỗ này của chúng ta vừa rồi, chúng ta vừa mới tính bằng trừ 1/4 đây. Thầy xóa, thầy biết trừ 1/4 ở đây. Chúng ta còn tìm lim khi x tiến đến 0 của 1 trừ căn 3 cos x chia cho sin bình phương x khi x tiến đến 0, thì đặt giới hạn này là B. Bây giờ thì để tính giới hạn này chúng ta cũng nhân lượng liên hợp thôi. Thế thì chúng ta thấy rằng cái lượng liên hợp của 1 trừ căn bậc 3 đó mà, thì ta phải nhân cho mẫu số là ai? A bình phương tức là 1 bình phương cộng cho AB tức là 1 nhân cho căn bậc 3 cos x, nghĩa là cộng cho căn bậc 3 của cos x, cộng B bình phương tức là căn bậc 3 của cos bình phương x. Thế thì tử số còn lại A bình phương là 1 trừ B bình phương là cos 1 trừ cos x. Dưới mẫu sin bình phương x chúng ta viết lại tương tự như cái giới hạn A vừa rồi.
bằng lim khi x tiến đến 0. 1 trừ cos x ta đổi thành 2 lần sin bình phương x trên 2. Mẫu số viết lại. Thế thì sin của bình phương x trên 2 cần x bình phương chia 4. Sin bình phương x cần x bình phương ở trên. Mà thêm trên thì đương nhiên phải bớt dưới. Thêm dưới thì đương nhiên phải bớt trên. Và lúc này thì sin bình phương x trên 2 hợp với x bình phương trên 4 này, nó sẽ tiến về 1. X bình phương đơn giản. Còn sin bình phương x này hợp với lại x bình phương trên tử, nó cũng dần về 1 khi x tiến đến 0. Và lúc này không còn dạng vô định nữa. Trên tử còn lại 2 nhé. Chia phần tư. Dưới mẫu còn lại 1, 1, 1 là 3. Như vậy tổng kết lại bằng bao nhiêu? 1 phần 6. À, như vậy thì cái giới hạn này của chúng ta đã được là 1 phần 6. Trừ 1 phần 4 cộng 1 phần 6 thì quá dễ, nó bằng trừ 1 phần 12. À, như vậy thì chúng ta cũng vừa mới giải quyết xong cho các em ở ví dụ số 7. Nó cũng mang cái dáng dấp của những bài học trước. Nó là cặp căn bậc 2, căn bậc 3 thì thường chúng ta phải kiếm cái cách chèn một cái số nào đó, chèn một cái biểu thức nào đó vào để tách nó ra thành hai cái giới hạn riêng lẻ, tính từng giới hạn cho dễ. Và cái ví dụ số 7 này cũng là cái ví dụ chấm dứt cái phần thầy giới thiệu cho các em cái cách thức nhìn để tìm cái giới hạn của hàm số lượng giác. Thế bài học trước thì có hứa với các em bài học này sẽ giúp cho các em giải quyết cái dạng vô định một chia một lũy thừa vô cực. Thế cái giới hạn, cái dạng vô định đó, cái cách giải quyết nó như thế nào? Dễ thôi các em. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái dạng vô định một lũy thừa vô cực. Thế bây giờ thầy, trước khi vào cái giới hạn này thì thầy nhắc cho các em một cái mệnh đề khá quan trọng. Thật sự ra mệnh đề này được học ở phổ thông rồi. Bây giờ nhắc lại nhanh thôi. Lim khi x tiến đến 0 của 1 cộng cho x khi của lũy thừa 1 chia cho x. Để chúng ta theo dõi khi x tiến đến 0 thì 1 cộng x tiến đến 1. Đây, số 1. Và khi x tiến đến 0 thì cái mũ này của chúng ta tiến đến vô cực. Đây, có dạng là 1 chia vô cực. Và ta có công thức nó bằng ơ. Ơ nó gần bằng 2,71 cho các em nhé. Hoặc là chúng ta còn có thể một, tức là có thể trình bày theo một cái dạng khác. Nó cũng là cái mạch đề đó thôi, nhưng mà một cái cách nhìn khác. Đó là lim khi x tiến về cộng trừ vô cực, chẳng qua ta nghịch đảo nó lên thôi, của 1 thay vì x thì ta nghịch đảo lên là 1 chia cho x. Thì khi x tiến đến cộng trừ vô cực thì 1 chia x dần về 0, và 1 cộng 1 chia x cũng dần đến 1 thôi mà. Và mũ x để cho x này nó tiến đến vô cực. Và nó cũng bằng ơ. Chúng ta có một cái mệnh đề khác rộng hơn. Đó là nếu mà ux của chúng ta tiến về 0, để nó phù hợp với số 0 ở đây, khi x dần tới x0, thì lúc đó chúng ta có thể thay x tiến đến 0 bằng x tiến tới x0. Và cái x này chúng ta được thay nó bằng cái biểu thức ux. Và 1 trên x cũng được thế là bằng u trên x. Thì cái mệnh đề này tổng quát hơn cho chúng ta. Một cách tương tự cho cái mệnh đề dưới, thì nếu mà ux của chúng ta dần tới cộng trừ vô cực khi x tiến tới x0, thì chúng ta có thể thay cái cộng trừ vô cực này bằng cái điều kiện x tiến về x0. Và thay vì 1 trên x thì chúng ta thay nó bằng 1 chia ux. Thay vì mũ x thì ta thay nó là ux. Và giới hạn này cũng bằng ơ. Cái mệnh đề này thì chúng ta thấy nó tổng quát hơn cho chúng ta. Nhưng mà rồi thì chúng ta thấy như thế này. Nhớ cho thầy, biểu thức bên trong phải có số 1 nhé. Phải số 1. 1 cộng cho cái ux tiến đến 0, tức là cái vô cùng bé khi x tiến đến x0. Đại khái là 1 cộng cho một cái số vô cùng bé
khi x tiến x0 rồi chia cho 1 chia ux cũng là ux cũng là chính nó. Trong ux thì ở ngoài cũng phải là 1 chia ux bằng ơ, thì lúc đó cái dạng đó mới bằng ơ được. Thế thì để giải quyết cái dạng vô định 1 chia 1 lũy thừa vô cực này, chúng ta có hai cái cách để mà chúng ta đi. Thầy trình bày cho coi cái cách thứ nhất như thế này. Nếu mà thầy cho fx của chúng ta dần về 1 khi x tiến về x0 và gx của chúng ta tiến về cộng hoặc trừ vô cực khi x tiến đến x0. Vấn đề đặt ra của chúng ta là đi tìm giới hạn khi x tiến đến x0 của fx tất cả mũ gx. Rõ ràng các em thấy nó cứ rơi vào cái dạng vô định 1 chia vô cực. Một lũy thừa vô cực, thầy cứ nói nhầm chia không đúng. Một lũy thừa vô cực. Vậy thì cái cách giải quyết chúng ta như sau, thầy chuẩn bị sử dụng cái mệnh đề vừa rồi. Chúng ta biến đổi cái fx mũ gx này. Vừa rồi thầy có nói với các em rằng ta cần phải có một cộng cho một số vô cùng bé. Vô cùng bé tức là cần phải không đó. Thế thì ở đây ta thêm một và bớt một. Nhớ luôn trong đầu các em. Thêm một bớt một. Tại sao chúng ta lại nghĩ đến chuyện thêm một bớt một? Vì cái fx trừ một này các em để ý nó dần về không, nó phù hợp với cái ux trong mệnh đề vừa rồi. Khi fx tiến đến một thì đương nhiên fx trừ một của chúng ta nó dần về không. Để cái fx trừ một này đóng vai trò là ux trong mệnh đề vừa rồi. Như vậy ta đã có trong tay một cộng ux. Vậy ta cần mũ gì? Mũ 1 chia ux để sắp tới đây nó dần về ơ. Như vậy thầy ép luôn. Nó phải có cái 1 chia ux. Cụ thể ở đây ux của chúng ta là fx trừ 1. Mà nếu ta thêm 1 chia fx trừ 1 thì đương nhiên chúng ta phải nhân cho fx trừ 1 thì nó mới hòa vốn được. Từ nãy đến giờ là thầy mới chỉ thu xếp cho các em cái biểu thức fx thôi. Chưa đụng gì đến gx cả. Thế thì gx bây giờ thì chỉ còn viết lại ở đây thôi. Rồi. Vậy thì bây giờ ta đóng cái ngoặc này lại thì chúng ta thấy ngay được nó có cái dạng rất đẹp. 1 cộng ux tất cả mũ 1 chia ux với ux dần về không khi x tiến tới x0. À, như vậy thì ở đây quá tốt. Chúng ta thấy nó bằng lim khi x tiến tới x0. Và cả cái chỗ này, mệnh đề vừa rồi cho ta biết nó dần về chữ ơ. À, vậy ở đây nó chỉ còn lại cái mũ nào thôi. Còn lại mũ fx trừ 1 nhân cho gx. Vậy thì bằng, thầy đưa cái ơ ra ngoài, thầy đẩy cái lim lên để chúng ta dễ nhìn. Vậy thì nó bằng ơ mũ lim khi x tiến đến x0 của fx trừ 1 nhân cho gx. Như vậy thực chất của việc giải quyết cái dạng vô định 1 chia vô cực, thực chất của nó là việc chúng ta chỉ cần đi tìm cái giới hạn khi x tiến đến x0 của fx trừ 1 nhân cho gx. fx trừ 1 dần về không, gx dần về vô cực có dạng vô định không nhân vô cực. Chúng ta lại chuyển về cái dạng mà của những bài học trước mà chúng ta đã làm. Đó là cái cách thức thứ nhất mà chúng ta gặp để phá cái dạng một chia một lũy thừa vô cực. Thế bây giờ chúng ta còn có thể làm một cách khác. Bây giờ chúng ta theo dõi cái giới hạn này. Lim khi tiến đến không của log nem b 1 cộng cho x tất cả chia cho x thì bao giờ cũng bằng 1. Nếu như chúng ta có tiếp ux dần về không khi x tiến tới x0 thì chúng ta thay được x dần về không bởi x dần về x0. Và thay vì x chúng ta dùng nó ở cái biểu thức ux mẫu cũng vậy. Và chúng ta nhớ cái mệnh đề này luôn. Mệnh đề này tổng quát hơn nhé. Nhớ ux dần về không khi x tiến tới x0. Và trong cái lốc chúng ta cũng cần phải có số 1.
Rồi bây giờ thì cái cách số 2 để chúng ta phá cái dạng vô định một mũ vô cực, một lũy thừa vô cực như sau. Cũng vậy, thầy cho fx dần về 1 khi x tiến tới x0 và gx dần về 1 cộng trừ vô cực khi x tiến tới x0. Vấn đề đặt ra là chúng ta vẫn tiếp tục tìm lim khi x tiến tới x0 của fx lũy thừa gx để nó dẫn đến cái dạng một lũy thừa vô cực. Và chúng ta giải quyết như sau. Thầy đặt y bằng fx lũy thừa gx. Thế bây giờ thầy lấy log 2 vế để hy vọng giải được cái mệnh đề vừa rồi thầy mới nhắc. Vậy log nê bê của y sẽ bằng cái gì? Cái mũ gx này là các em. Ta lấy log thì đương nhiên cái mũ này ta đưa ra ngoài được. Như vậy trong này chỉ còn lại là log nê bê của fx. Rồi như vậy thì chúng ta lại tiếp tục theo dõi cái log x này là thầy phá này. Có cái gx này thầy viết lại thôi. Cho cái log x rất hay. Phân số đó nhé, chứ không phải mũ đâu. Thầy gạch sau cho các em. Log của fx ta biết rằng ta cần có số 1 trong cái biểu thức của log. Do vậy thầy thêm 1 bớt 1 giống như vừa rồi. Để có được cái fx trừ 1 này dần về 0 khi fx tiến đến 1 thì đương nhiên fx trừ 1 dần về 0 khi x tiến tới x0. Và fx trừ 1 này đóng vai trò là ux trong mệnh đề của chúng ta. Vậy thì chúng ta có ux rồi thì dưới mẫu chúng ta cũng cần phải có ux nữa, nghĩa là cần có fx trừ 1. Mà thêm mẫu f trừ 1 thì đương nhiên phải nhân tử cho f trừ 1 là cái chắc. Phải không? Để chúng ta có được đây ux trên ux dưới. Để cả cái log 1 cộng ux chia ux này sẽ dần đến 1 khi x tiến tới x0. Do vậy mà chúng ta có được lim của log nê bê y đây. Nó sẽ khi x tiến tới x0 sẽ bằng lim khi x tiến về x0 và cả cái log này. Mệnh đề vừa rồi cho ta biết dần về 1. Vậy thì ở đây còn lại ai? Còn lại là gx đây và fx trừ 1 đây. Thế bây giờ thì từ đây ta suy ra phép thì lim của y bằng gì? Ta lấy mũ lên 2 vế. Thì nó sẽ ra được cho chúng ta bằng lim khi x, lim của y khi x tiến x0 bằng ơ mũ lim khi x tiến đến x0 của fx trừ 1 thầy viết trước cho đẹp của gx. Và lúc này thực chất ra chúng ta cũng chỉ cần đi tìm lim của fx trừ 1 nhân gx khi x tiến đến x0 thôi. Và nó cũng quay trở lại cái cách 1 vừa rồi. À, như vậy thì chúng ta có thể dùng cách 1 cũng được hoặc cách 2 cũng được. Mà thường thì thầy thấy thầy khuyên nên xài cách 1 một cách đủ rồi. Bây giờ thầy theo dõi một cái ví dụ, thầy phá cho coi cái dạng vô định 1 chia một lũy thừa vô cực cho thấy nhé. Thêm 1 bớt 1 thì là xong thôi, nhanh lắm. Bây giờ coi cái ví dụ thứ nhất để thầy phá cho coi cái lũy thừa 1 lũy thừa vô cực cho thấy này. Chẳng hạn như tìm lim khi x tiến tới vô cực của x bình phương trừ 2x cộng 1 chia x bình phương trừ 4x cộng 2 tất cả mũ x. Thế bây giờ chúng ta theo dõi, đây là cái chỗ này là x tiến đến 1 này. Khi x tiến đến vô cực bậc tử bằng bậc mẫu, cho nên là giới hạn nó sẽ ra hệ số bậc tử chia hệ số bậc cao nhất của mẫu bằng 1. Và x này đương nhiên tiến đến vô cực. Vậy nó có dạng là một lũy thừa vô cực đấy các em. À, như vậy thì chúng ta xem. Chúng ta sẽ biến đổi như sau, lim khi x tiến đến vô cực của, vậy thì cái biểu thức fx này của chúng ta chỉ cần thêm 1 bớt 1. Thay thêm 1 thì đương nhiên phải bớt 1. Và chỗ này đóng vai trò là ux của chúng ta đấy. Vừa rồi thầy có phân tích x bình phương trừ 2x cộng 1 chia x bình phương trừ 4x cộng 2 dần về 1. Dần về 1 mà trừ cho 1 thì đương nhiên nó dần về 0 khi x tiến ra vô cực. Đồng ý ha?
Rồi như vậy thì ở đây mu x viết lại. Chúng ta tiếp tục biến đổi lim khi x tiến đến cộng vô cực của 1, chúng ta viết lại ở đây. Bây giờ thì làm cho chỗ này cho nó gọn gàng lại. Mẫu số chung của chỗ này của chúng ta là gì? X bình phương trừ 4x cộng 2. Vậy thì nhân lên tử này. X bình phương trừ 1 là trừ x bình phương với x bình phương hết. Trừ 4x nhân trừ 1 là cộng 4x trừ 2x còn lại 2x. 2 nhân trừ 1 là trừ 1 cộng 1 còn lại trừ 1. Đó. Rõ ràng khi x tiến đến cộng vô cực bậc tử nhỏ bậc mẫu, cho nên cái phân thức màu xanh này dần về không, đóng vai trò là ux. Như vậy ta có lim khi x tiến đến cộng vô cực của 1 cộng cho ux. Thì ở đây cần lũy thừa nào? 1 chia ux. 1 chia ux tức là nghịch đảo cái màu xanh. 1 chia cho 2x trừ 1 chia x bình phương trừ 4x cộng 2, nghịch đảo lên